Xuân Vĩ, xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Nhà Đất Kiên Giang. Trong video clip này, mình xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một căn nhà mới vừa hoàn thiện, tọa lạc tại một con hẻm có độ rộng lên đến 6m. Hẻm này thì hai xe ô tô có thể tránh nhau cực kỳ thoải mái. Và đây chính là hẻm 1081D, đường Long Quang Kỳ, thuộc phường An Hòa, thành phố Rạch Giá. Và vị trí của căn nhà cũng nằm cách vị trí đầu hẻm một đoạn khoảng chừng 50m mà thôi. Căn nhà có hướng chính là hướng Tây Bắc và được xây dựng trên một nền đất có diện tích ngang 4,5m, dài 33m. Tổng diện tích đất sử dụng là 148m2, trong đó chúng ta sẽ có 112m2 là đất ở tại đô thị. Về công năng thì căn nhà sẽ có sân trước 5m2, đậu được xe ô tô. Chúng ta sẽ có phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và một khoảng sân sau rộng đến 6m. Đây có thể nói là một căn nhà rộng rãi thoải mái, tọa lạc tại vị trí trung tâm của thành phố Rạch Giá. Tức là từ đây, quý vị chỉ việc chạy xe khoảng tầm vài phút là mình đã có thể đến được các khu vực nổi bật. Ví dụ như là khu đô thị Phú Cường, bệnh viện đa khoa, cũng như là các trường học, chợ, siêu thị, v.v. Đây chính là phần cổng rào của căn nhà. Chúng ta sẽ có phần sân được bảo vệ kiên cố và hệ thống cổng rào sắt 4 cánh kết hợp với phần tường rào bê tông cốt thép và được xây rất là cao, rất là kiên cố. Bên trong là một khoảng sân với độ rộng 5m2. Khoảng sân này thì quý vị có thể đậu được xe ô tô một cách rất là thoải mái. Có nghĩa là quý vị sẽ có một căn nhà tọa lạc tại một con hẻm rộng 6m, xe ô tô vào được đến tầng nhà. Bên cạnh đó, căn nhà cũng có một phần sân để chúng ta có thể đậu được xe ô tô rất là thoải mái. Đây chính là phần cửa chính của căn nhà. Chúng ta sẽ có phần cửa là cửa nhôm kết hợp với kính cường lực. Bên góc trái sẽ có một mảng tường được ốp những viên gạch giả đá làm cho nó nổi bật lên và tạo ra điểm nhấn. Phía trên chúng ta sẽ có một mái hiên được lắp sẵn đèn LED chiếu sáng để tiện sử dụng vào ban đêm. Và đây chính là không gian của phòng khách. Chúng ta sẽ có phòng khách rộng rãi thoải mái với chiều dài lên đến 5m. Và phần gạch nền, chủ đầu tư cho sử dụng chất liệu gạch đá bóng kiến với những cái đường vân rất là đẹp, rất là trang nhã. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng cho trang bị sẵn một bộ bàn ghế để quý vị có thể sử dụng ngay khi dọn nhà về. Và đây cũng chính là quà tặng mà chủ đầu tư muốn tặng lại cho người mua. Phía trên của phòng khách, chúng ta sẽ có trần thạch cao kết hợp với đèn LED chiếu sáng. Và nằm bên trái phòng khách sẽ là hành lang dẫn ra khu vực phía sau nhà. Hành lang được thiết kế với độ rộng 1m2. Và bên phải hành lang, chủ đầu tư cho bố trí 3 phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Và đây chính là vị trí của căn phòng ngủ đầu tiên. Chúng ta sẽ có phần cửa phòng là cửa nhôm kết hợp với kính cường lực. Bên trong chúng ta sẽ có một căn phòng với diện tích 9m2. Chi tiết thì chúng ta sẽ có chiều ngang 3m và chiều dài cũng là 3m. Phía trên là hệ trần thạch cao kết hợp với đèn LED chiếu sáng. Và chủ đầu tư cũng đã cho thiết kế sẵn những đường ống để chúng ta có thể lắp máy điều hòa. Và nằm ở bên cạnh căn phòng ngủ đầu tiên sẽ là căn phòng ngủ thứ hai. Căn phòng cũng sử dụng chất liệu cửa là cửa nhôm, kính cường lực. Bên trong chúng ta cũng sẽ có một không gian tương tự như là căn phòng đầu tiên. Tức là quý vị sẽ có một căn phòng với tổng diện tích là 9m2. Trong đó chúng ta sẽ có chiều ngang là 3m và chiều dài cũng là 3m. Và nằm ở bên cạnh căn phòng ngủ thứ hai sẽ là căn phòng ngủ thứ ba. Căn phòng này cũng sử dụng chất liệu cửa là cửa nhôm, kính cường lực. Bên trong chúng ta sẽ có một không gian rộng rãi thoải mái hơn hai căn phòng đầu tiên. Cụ thể sẽ là 12m2. Trong đó chiều ngang sẽ là 3m và chiều dài là 4m. Phía trên chúng ta cũng sẽ có trần thạch cao kết hợp với đèn chiếu sáng cũng như là những cái đường ống để quý vị có thể lắp máy lạnh. Và một cái điểm khác biệt của căn phòng ngủ thứ ba so với hai căn phòng trước đó là chúng ta sẽ được bố trí phòng vệ sinh ở bên trong. Căn phòng sử dụng chất liệu cửa là cửa nhôm, kính cường lực. Bên trong cũng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết và phần tường cũng được ốp gạch rất là sạch sẽ. Phía trên chúng ta sẽ có trần thạch cao kết hợp với đèn chiếu sáng.
Và nằm ở bên cạnh căn phòng ngủ thứ ba, chúng ta sẽ có căn phòng vệ sinh. Đây chính là căn phòng vệ sinh thứ hai và là căn phòng dùng chung cho tất cả thành viên trong gia đình. Cửa phòng là cửa nhôm, kính cường lực. Bên trong chúng ta cũng sẽ có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết. Và phần tường cũng được ốp gạch phun tường rất là sạch sẽ. Phía trên là trần thạch cao kết hợp với đèn led chiếu sáng. Và tiếp đó chúng ta sẽ có một căn phòng bếp. Căn phòng được thiết kế với độ rộng 3,5 m. Và bên trong chủ đầu tư cho trang bị sẵn một bộ bàn ăn với 4 ghế ngồi. Mặt bàn là mặt đá. Và chúng ta cũng sẽ có sẵn hệ thống kệ bếp, tủ bếp. Với phần tủ bếp là gỗ MDF. Mặt bếp được lát đá hoa cương rất là sạch sẽ. Phần tiếp giáp cũng được ốp một lớp kính cường lực màu xanh rất là dịu mắt. Và ngay tại vị trí phòng bếp, chúng ta cũng sẽ có cửa sổ để có thể lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài. Và một cửa hậu để có thể đi ra khu vực phần sân sau. Phía trên trần của phòng bếp, chủ đầu tư cũng cho sử dụng hệ trần thạch cao kết hợp với đèn led chiếu sáng. Ngoài ra thì chủ đầu tư còn tặng thêm cho khách hàng một chiếc tủ lạnh. Ở đây họ chưa có khui ra cho nên mình không biết chính xác cái hình dáng như thế nào. Và bên hông mình thấy con tem thì ghi thương hiệu là Electrolux. Tức là đây là một thương hiệu đến từ Thụy Điển. Và nằm ở phía cuối căn nhà, chúng ta sẽ có một khoảng sân sau với độ rộng lên đến 6 m, rộng rãi thoải mái. Ở đây chủ đầu tư đã cho thiết kế sẵn bề rửa sàn lãng để chúng ta có thể chùi rửa đồ đạc một cách rất là thoải mái. Và khu vực này chủ đầu tư cũng bố trí sẵn những đường ống để quý vị có thể lắp máy giặt và biến khu vực này thành một sân phơi rất là lý tưởng luôn. Đây chính là phần mặt sau của căn nhà khi chúng ta quan sát từ vị trí phần sân sau. Và xung quanh phần sân, chủ đầu tư cũng đã cho rào chắn kiên cố và hệ thống tường rào bê tông cốt thép cực kỳ chắc chắn và cực kỳ an toàn. Như vậy là mình đã vừa dẫn quý vị và các bạn đi tham quan một vòng căn nhà mới vừa hoàn thiện tọa lạc tại vị trí hẻm 1081D đường Lâm Quang Ki thuộc phường An Hòa, thành phố Rạch Giá. Căn nhà được xây dựng trên một nền đất có diện tích ngang 4,5 m và dài 33 m. Chúng ta sẽ có 148 m² để sử dụng. Trong đó có 112 m² là đất ở tại đô thị, còn lại là đất lúa. Căn nhà có hướng chính là hướng Tây Bắc và được thiết kế với các công năng sân đậu ô tô phía trước 5,2 m. Chúng ta sẽ có phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và một khoảng sân sau với độ rộng 6 m. Nhìn chung thì đây là một căn nhà rất lý tưởng cho những quý vị nào có nhu cầu muốn sở hữu một căn nhà có diện tích rộng rãi mà vẫn nằm ở khu vực trung tâm của thành phố. Và hiện tại chủ đầu tư đang chào bán căn nhà này với mức giá là 2.290.000.000 đồng có thương lượng, và đồng thời hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho những quý vị nào có nhu cầu vay vốn. Số điện thoại liên hệ mình cứ ghi bên trong video clip, quý vị nào quan tâm thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay nhé. Video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các video clip tiếp theo.